Alo alo, chỉ còn vài ngày nữa thôi, năm Canh Tý tràn đầy những biến động sẽ kết thúc và nhường lại chỗ cho năm Tân Sửu bắt đầu rồi. Hãy cùng lưu đến với sự kiện tiếp theo của chuỗi sự kiện đón Tết Nguyên Đán lần này. Sự kiện đổi huy hiệu Tân Sửu cùng với vụ tuyệt sắc để nhận về những trang phục bằng SSS rất được săn đón nha. Các phần quà mà bạn có thể nhận được khi tham gia sự kiện lần này chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Phần quà đầu tiên chính là bộ trang phục cực phẩm Butterfly Phượng Cửu Thiên bằng SSS hữu hệ. Tiếp đến là bộ trang phục rất được săn đón Race Chiến Thần Muay Thái. Đồng hành chỉ với 359 huy hiệu Tân Sửu chính là Natalia Nghiệp Hỏa Yêu Hậu và L'Oreal Thắng Quan Sứ. Ngoài ra chúng ta còn có cặp đôi Linh Đặc Công Mãn Xà, Yena Dạ Nguyệt Thánh Nữ và Mina Lưỡi Hái Hoàng Kim. Chưa hết đâu, không hỏi những kim tinh sẽ chỉ tương ứng với 188 huy hiệu cùng rất rất nhiều các trang phục, bao gồm cả các trang phục hữu hạn khác. Cách lấy rất chi là đơn giản, chính là thông qua giấy vẽ bùa tuyệt sắc một của một đường để có cơ hội trúng ngay trang phục SSS hữu hạn xịn nhất Butterfly Phượng Cửu Thiên. Các trang phục tuyệt sắc như Ngộ Không Siêu Việt 2.0, Liliana Tân Nguyệt Nữ Ly hoặc rất rất nhiều huy hiệu Tân Sửu. Bạn còn có thể tích lũy huy hiệu Tân Sửu từ các sự kiện khác nhau kéo dài đến hết 28/2 lận nha. Năm mới năm em, lì xì tê lẹ, hãy tham gia ngay sự kiện đổi huy hiệu Tân Sửu để nhận thật nhiều những bộ trang phục hấp dẫn nhé. Một Tết này, nhận trực quà free, tưởng và skin free trên tàu server, nó chưa liên quân đi. Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.